với channel của mình. Ok, quay lại với game Chat Hero nha. Game này thì nói chung là bữa hôm nay cũng cast rất là nhiều giải rồi, cho nên là cái trận mà những cái trận giải mà lật kèo rất là ghê. Thì người ta có những cái lối chơi mà nó thường là na ná giống nhau, mà nó đi về những cái cuối trận mà nó mạnh đó. Thì hôm nay mình sẽ cố gắng mình tái tạo lại một cái bộ mà mình rất ấn tượng từ một cái người chơi mà gọi là đẳng cấp cao ở trên gọi là cái răng gì mà cao nhất của cao nhất là God of War rồi, nhưng mà ở dưới là Supreme Commander, đúng rồi. Những cái người chơi trong giải của chúng ta toàn là những cái nhân tố mà toàn là từ cái răng cao cao như vậy không á. Chơi những cái bộ rất là ghê, mà mình đã thấy nhiều cái bộ rất là hay, và mình cố gắng chơi lại những cái bộ đó. Đó. Thì trước tiên mình lấy con này trước đi, nếu mà được thì mình sẽ làm bộ côn trùng sớm nhất có thể để một con thần phong tăng, một rồi những cái con nhện thì sẽ điều khiển làm control, nó cũng rất là hay. Mà đa phần là phải chờ vào những cái round cuối. Trời, có cái thằng cái tên nó dài rớt ra ngoài cái khung luôn. Đặt cái tên chi mà dài dữ vậy, rớt ra ngoài cái khung luôn rồi. Thì lấy hai tay bắn tỉa đi. Hồi nãy ở level 1 cũng có tay bắn tỉa nên vậy lấy tay bắn tỉa lúc level 1 là giờ ngon rồi. Rồi, giờ ngon rồi, giờ có tay bắn tỉa level 2 rồi. Không chịu lấy con côn trùng chi cho giờ thì mới có hai con tay bắn tỉa đây, thiệt sai lầm phút chốc. Mấy rau đầu này thì chắc không có gì đâu để mà gọi là quá đột phá, đa phần là giờ mình sẽ kiếm được con tay bắn tỉa nữa, hoặc là kiếm được con côn trùng rồi để up lên thôi, sẽ là ngon nhất có thể. Up bật đơn luôn, up 2 luôn, dù gì mình cũng lên được mà, cho nên giờ up 2 luôn, ba con luôn giờ, tại vì mình không có con nào khác hết, chứ có hai con thì đâu cần phải tới ba con là có thể up 2 sao được rồi. Phải chịu thôi chứ sao giờ. Đa phần là mình phải combat ở những cái rau cuối mới là hay, chứ còn mà thắng ở như rau đầu xong những cái rau cuối mà hụt hơi rồi thật sự là nó đối với mình như vậy thì nó không hay lắm. Mình thích để dành tiền, tại sao lúc đầu thua mất máu cũng được, nhưng mà lúc sau mà bạn có tiền á, cái lượng tiền bạn lớn thì bạn có thể combat rất bất cứ lúc nào mà bạn muốn luôn. Còn mà theo kiểu mà lúc đầu mà roi á, xong mạnh xong rồi để nhưng mà này kia thì nó không phù hợp với cái lối chơi của mình, mà hiểu không? Mình lấy người các vườn quan tư tế đi. Người các vườn này là cái con mà hầu như người chơi nào ở trong cái giải á mà có một cái có người các vườn thì đều lấy hết, mặc dù người ta không bỏ vào người ta cũng lấy nữa, không biết làm cách nào mà đưa đồ hết vô cho con này xuống. Đép được không ta? Chắc là được chứ, hai con này nó vả chết con Godzilla là lấy tiền rồi, đúng rồi. Mình đáng lẽ là mình có con hai con hai sao à. Mà bây giờ thì chưa có nè. À mình đang có bộ chuyên gia này thì nó dịch sai rồi. Bộ chuyên gia này hồi trước nó mới là trừ năng lượng hồi của đối phương, chứ còn bây giờ là nó thuộc loại dạng mà sao ta? Kiểu hút máu. Bạn đánh một đợt đánh nó sẽ hồi máu lại cho bạn. Bộ chuyên gia là một kết hợp với mấy cái con mà tăng trâu à, quan tư tế, mắt đơn, thần phong, lấy hết về luôn. Quan tư tế 2 sao cũng có thể bỏ vô được. Bỏ vô chứ 2 sao nó phải ngon hơn 1 sao rồi. Nhưng mà lại không ra một con tao tỉa nào hết. Đưa vô đây lấy hai xe cơ như vậy thì cũng ổn định. Có thể một chút khoảng đam. À thằng này mới 3 con mình win rồi, hay lắm. 3 con là có thể win được rồi. Tưởng gì? Bắn nó đi, đúng rồi. Ui. Vẫn còn giữ được 80 máu và những cái round này là đối với mình là hay rồi, thường mình hay thua lắm, round 4 round 5 lắm. Sau rồi mình mới lên được, còn mình mới thắng mấy lúc đầu là dễ hẹo lắm nha. Nó khác cái phong thủy mấy lần trước á, cho nên là dễ hẹo lắm.
rồi. Sao ra con rối nhiều dữ vậy ta? Sao nó ra con rối nhiều dữ vậy? Không lẽ nó muốn mình chơi rối mà không lấy luôn, không lấy luôn, để im nó luôn. Tao không tin là lấy rối giờ này mà lên được. Thôi bỏ rối đi, mình bộ hởm bộ con rối cũng khỏe đó chứ bộ. Bộ con rối cũng khỏe lắm, bộ hởm bộ con rối đó là được nhiều người tán thưởng rồi, khi mình úp được con kẻ gây chiến 3 sao đó, ngon lành không. Nhưng mà giờ thì chắc là không đủ nhân phẩm làm lại cái dáng đó đâu, cho nên thôi quyết định là chơi bình thường thôi. Thắng thua gì giờ là khúc sau quyết định, chứ khúc này chưa quyết định được đâu. Nhưng mà thua đâu này con sắc bén 2 sao của nó khỏe quá, sắc bén 2 sao nó quạt mấy con này chết hết ráo luôn, mất 5 máu luôn. Thua có một round mất thì mình 5 máu luôn, đau. Trời ơi, quan tư tế nữa nè, sát nhân thiên phong gì đây tùm lum đây, mà giờ làm sao đây? Chắc là chỉ có lấy quan tư tế thôi, đưa con này vào tăng cũng được, đưa con này nó vào tăng cũng chút cũng được. Cũng không cần phải quá nhiều, nhưng mà bộ Psyker với lại bộ côn trùng này để tăng lúc đầu cũng được. Con Niber này mà nó không có marine hoặc là long shot đi theo nó bắn tệ thiệt luôn. Con Niber nó bắn hơi tệ, mới 1 sao, phải như 2 sao thì mình còn có cửa mình suy nghĩ, chứ còn bây giờ khó lắm. Bây giờ nó nổ cái nè. Ôi sao không mất máu vậy? Nhưng mà con thần phong vẫn đam nhất à, nó có đào, nó có đào lớn đó chứ. Tại vì nó bị lỗi chứ, thần phong đánh tay 1 sao mà sao nhiều bằng mấy con này được, cho nên là cái đó là bị nó nổ bạn không nhìn thấy chứ nó có gây đàm lớn lắm á. Cho nên là mình sẽ thường thường người chơi ở một cái răng cao người ta hay úp một con thần phong 3 ta để đằng trước tăng lắm, mà không biết người ta có dùng bộ côn trùng hay không, người ta vẫn để con thần phong 3 ở đó để tăng. Thần phong 2 sao luôn đó, bắt đầu thấy hơi ngọt ngọt nước rồi đó. Một kẻ gò bảo à, mình thấy cũng kẻ gò bảo bây giờ cũng mạnh lắm á, chứ đâu phải yếu đâu, nhưng mà yếu hồi đó thôi, chứ bây giờ nói chung cũng ngon. Nó có bộ chuyên gia, có nên đi bộ chuyên gia thử không? Mua về dù gì cũng còn tiền, cũng không để làm gì. Chưa, cặp thằng này có 3 sao à, thằng này nó AFK hả? Nó có 3 con à, level 4 mà nó bỏ có 3 con vô là biết à. Thắng dễ. Bộ Psyker này là mà mấy con tăng đằng trước của mình nó có cái lượng khoảng đam rất là lớn, cho nên bây giờ nó bộ Psyker này mình kết hợp được với một bộ côn trùng với có con thần phong 3 sao với lại một bộ Immortal 3 con thì thôi, y the best luôn. Bộ Immortal 3 con thì bạn hiểu là nó sẽ hồi lúc mà nó chết á, thì nó sẽ sống thêm 6 giây nữa để nó đánh. Mà bạn biết 6 giây là nó nhiều cỡ nào không? 6 giây nữa là nó tăng rất là ghê luôn, nó hồi đầy máu nha. Mấy con đó thì nó nhận đam thôi, mình cũng không cần nó gây đam luôn, nó chỉ cần đứng nó nhận đam cho mình thôi là được rồi. Mình bán hết hai con này mua con chim săn mồi về cũng được. Chim săn mồi để chút nữa nếu mà có kết hợp với con rồng xương thì cũng ngon. Bộ chim săn mồi cũng khỏe. Một con. Hay lắm. Quyên ơi, vậy cũng không thua được, tốt lắm. Mình 75 máu. Mình sẽ bỏ vô mấy cái này vô con nào đi. Bây giờ đa phần là chưa có con nào để bỏ vô hết. À, vẫn chỉ còn có một thằng 80 máu thôi đúng không? Thích đấy, mình chịu đấy. Có thằng thua mình luôn. Ủa, quan tư tế, không lẽ quan tư tế 3 sao? Ủa, mà lắc luôn rồi, thôi chết tôi rồi. À không, dạo này nó connect lại lẹ thiệt luôn á. Mình thấy nó update mấy bạn mới này connect lại đúng lẹ luôn. Mình có nên lấy khuy đột để chơi bộ mech với lại Psyker không ta? Ồ thôi, mình giờ đi cái này đi. Giờ đưa mấy con đó vô thì trễ à. Mấy con mà mấy khỉ đột với lại qua kẻ săn mồi đó, đưa vô thì nó trễ quá rồi. Cho nên là thôi để nổ ra. Bùm. Thần phong chỉ cần nổ cái thôi, phần không có 800 DPS liền, nhưng mà thua rau này. Giết được một con không? À, giết được một con cũng được, mất 2 máu thôi.
Thu quái mới ghê, cái bộ này bộ thu quái nữa mới ớn đấy chứ. Còn 73 máu thôi, úp được mắt đơn 2 sao, ngòi đấu hay thần phong 2 sao, hai con cu bay nữa, mua hai con cu bay về. Phải có cu bay trong đội hình, cu bay thích lắm nha. Nhưng mà bán con này hay là bán con thần phong ta? Cũng có thể bán con thần phong đi. Bây giờ mà nãy giờ không có con thần phong nào nữa hết thì chắc là nó không cho mình chơi thần phong rồi. Không chơi thần phong mình chơi cu bay, đi tướng pháo vòng quay, khắc chế bộ sai cơ cũng được. Mình thấy bộ nhiều bạn vô hỏi là bộ sai cơ thì lấy bộ nào để khắc chế bộ sai cơ. Khoảng đam đó thì mình nói rồi, khẳng định với bạn một câu luôn, chắc chắn là bộ tướng pháo vòng quay rồi. Không thể nào khác được. Chỉ có bộ đó thôi mới mới có thể mà là khắc chế bộ sai cơ khoảng đam thôi. Ôi 63 máu rồi. Mất máu dữ vậy, tuột xuống hạng mà hạng năm luôn. Mấy bạn nào đang xem thì nhớ để lại một like nha. Mình thấy vấn nạn xem chùa đang rất là gọi là nó ảnh hưởng đến channel của mình luôn. Mấy bạn chỉ cần bấm vào một like, đó là cái điều mà nó không phải tốn phí, mấy bạn không có tốn bất cứ gì hết mà nó đem lại cái sự động lực rất là lớn cho mình. Cho nên mấy bạn nào vào xem video thì nhớ để lại một like ủng hộ mình thôi. Cảm ơn bạn nha. Ok, bây giờ làm cách nào để mình có hai con thần phong, hai con mắt đơn một sao hoặc hai sao rồi, thì mình giờ mình chỉ cần chơi thêm hai con côn trùng nữa. Mình có những cái con ba sao từ những cái level đầu này á thì mình sẽ rất là mạnh, mà nó mạnh thì bạn hiểu rồi. Ok, thần phong nổ nè, coi này, hai con thần phong này nổ là thôi à. Bùm, đó, một con thần phong nổ trúng bốn con là thấy bạn thấy DPS nó khác biệt liền không? DPS nó khác biệt liền. Hồi 2.500 DPS, hai con thần phong một con nổ thôi đó mà nó làm cho cái lượng DPS nó cao nổ nè. Bùm, không kịp nổ là con kia nó chết rồi. Đó, cho nên mình để hai con đó tăng là chí lý nhất rồi. Hai con thần phong đó mà tăng là chí lý rồi. Bây giờ là làm cách nào để úp thần phong lên 3 sao kìa mới là vấn đề. Người gác vườn, lấy người gác vườn luôn. Time for a little fun. Bỏ mấy con này xuống để có hai con thần phong nó tăng, hai con thần phong nó nổ là bên kia mất hơi bị nhiều máu luôn. Có thể là chưa kịp mà nó chưa kịp nổ là bên kia đã chết rồi. Bây giờ đầu tiên là phải úp con người hai thánh ca lên 2 sao, kẻ các vương 2 sao. Đội hình của mình thì vậy là tạm ổn rồi đó. Chết màu assassin hả? Assassin về hàng sau nguy hiểm lắm. Nhưng mà đam chết hai con thần phong của tao đi, cho nó đam lẹ lẹ đi. Đúng rồi, thích chết nó, nổ nè. Bùm, hôi. Tao thấy nó nổ lên hai con bên kia, hai con hỗ trợ bên kia chết liền tại chỗ luôn. Bất rồi. Nè đúng rồi, đánh nó, nổ nè. Chưa kịp nổ chết rồi. Đó, bây giờ mình thấy giờ mình mạnh rồi đó nha. Bắt đầu khỏe rồi đó. Hai con thần phong mà đứng tăng khá nhiều, bộ sai cơ cũng được, nhưng mà mình chắc là mình đi hai sai cơ bữa nay thôi chứ không cần đi nhiều sai cơ đâu. Sai cơ thì nói chung đối với bộ bộ này thì nó có. Ôi, cua bay, cua bay mà phải lấy một con người gác vườn vào đi, bỏ con thần phong qua đây để tăng. Người gác vườn nó mới một sao, bây giờ mình chưa cần lắm, từ từ nó cần hai sao hoặc là kết hợp với bộ Immortal kìa, bộ bất tử á, thì nó mới có gọi là tận dụng hết sức mạnh của nó. Chứ còn bây giờ thì nói chung là nằm tầm khoảng 60% tại cái lượng đam tai của nó lớn. Chết rồi, bộ máy mày giết hai con thần phong này là tụi bay chết. Giết hai con thần phong này trước là tụi bay chết, nổ rồi. Trời ơi, 2.400 DPS rồi, tiếp tục nè. Lại đánh con thần phong của mình nữa, nổ cái nữa nè. Nổ rồi. Bùm, hồi hồi 3.800 DPS hai con nữa nha. Cua bay mặc dù đam rất là mạnh từ hàng sau nhưng mà vẫn thua thần phong, hai con nó nổ ghê lắm. Bởi vậy rồi, cái con thần phong đó là con quan trọng nha. Các bạn chơi bộ nào cũng nên để cái con đó để tăng một chút. Như vậy thì bạn sẽ đỡ tốn hơn. Mà thần phong nó cũng dễ úp nữa, có cốt lông luôn. Vì sao ta, mình úp cái gì, mình bán con chim đi trước đi. Úp cấp luôn cũng được, thôi úp cấp đi. Bỏ con này vào, lấy con cốt lông vô. Lấy cốt lông, lấy một con thần phong 2 sao ra. Rồi mình bỏ cái cốt lông vào là sẽ có bộ Immortal nữa. Nhưng mà một con thần phong nhỏ nữa thôi là mình sẽ có con thần phong 3 sao rồi. Lúc đó khỏi mất công sẽ lấy ra lấy vào vậy đó.
một con thần phong 3 sao để trong đó kết hợp bộ Yamato là cái lượng tăng của bạn rất là mạnh luôn. Khu bay cái lượng đam nó ghê quá. Đúng rồi, mình vậy là mình sẽ đi chơi bộ tướng pháo vòng vây, bất tử với lại côn trùng đó. Vậy là mình sẽ định hướng được round thứ 15 rồi. Dù gì cũng là round thứ 15 rồi, mình phải định hướng được cái đội hình của mình như thế nào để mình có thể mà giải quyết được chứ. Nhưng mà giờ mấy cái này thì sát thương tối đa tối thiểu này nó không ảnh hưởng lắm. Ôi thần phong 3 sao nè, thấy chưa? Này trước tiên là up cái này trước rồi, thần phong 3 sao nè, mua một con cốt lông về. Đó, mua một con cốt lông đó, cốt lông để đây, tăng, mua bất tử mà. Bây giờ nó có mua bất tử, mỗi con nó sẽ sống thêm 3 giây nữa khi nó chết. Trừ khi nào mà mình lên được 3 con bất tử là thêm một cái con, cái con Forest Ranger là cái con người rừng màu xanh xanh á, mà 5 tiền á, đó. Đó. Bất tử nè, coi nè, nó đánh con cốt lông của mình mà con cốt lông chết á. Thì nó cốt lông nó cũng còn sống đó. Ồ nổ pum ồ đó không? Nó sẽ biến xanh là vậy nhưng mà nó sống thêm 3 giây nữa thôi. Mà 3 giây đó biết là chống chịu bao nhiêu cái lượng đam chưa. Rất là nhiều cái lượng đam. Quyền cô bay quá khỏe, cô bay nãy giờ bắn lên tiêu liên tục tốt đó. Bây giờ là tới mình combat nè, mình đang có bộ bất tử rồi. Bất tử là bây giờ thiếu một con quân tướng hồng vây nữa thôi, mà tướng hồng vây của mình thì rồi cốt lông hay lắm, quan tư tế 2 sao, mua mấy lần đá luôn cũng được, mua mấy lần đá thì có 3 con tướng hồng vây đó, đúng rồi. Nhưng mà cũng giờ chưa cần đâu. Rồi bây giờ cái hàng trước có con cốt lông với lại con thần phong nè, thần phong 2 sao này nó toàn 3 sao tăng rất là ghê. Bây giờ cái lượng mà chống chịu của hai con đó thì bây giờ nó gọi là đỉnh điểm rồi đó, đỉnh điểm rồi. Bây giờ ở cái round thứ 17 này mà mình có cái đội hình như vậy gọi là nhân phẩm cao đó, chứ không phải là tệ đâu nha. Mình khẳng định với bạn luôn, đây là một bộ rất, nhân phẩm rất là cao luôn. Nhưng mà bộ Assassin này nó nhảy ra hàng sau của mình nè. Chắc mình chút nữa mình phải để con cốt lông vậy xuống đây quá để cho nó tăng. Để nó bảo vệ mấy con ngoài sau của mình, nhưng mà cái này mình vẫn thắng được. Nhưng mà cua bay chết rồi. 5 trận thắng liên tiếp rồi. Cái bộ này thấy hay chưa? Mình nói rồi, mình có kinh nghiệm từ khi mà xem giải rồi. Mấy bạn xem giải, mấy bạn cũng hiểu được là cái bộ này nó mạnh như thế nào đúng không? Mình là mình cách giải cho nên mình để ý mấy cái chuyện này lắm. Bây giờ mình đã tìm ra được cái chân lý rồi phải không? Mình tìm ra được cái chân lý rồi. Giờ mình... Đầu tiên là phải để một con... Trời ơi! Mắt đơn 3 sao cũng ngon. Chết rồi, bây giờ có con mấy lần đá là phải lấy rồi nè. Quan tư tế sắp 3 sao cũng phải lấy nè. Giờ mình chỉ có mắt đơn là cần không thôi, chứ còn mà cái con không biết là nên bán con này không, bán luôn mua con mắt đơn về. Xong rồi con người hát thánh ca để 2 sao được rồi, không cần lên 3 sao đâu. May á, trời ơi. Đúng rồi, nổ nè, cái cục xương nó nổ, đó, cục xương nó nổ mạnh lắm nha. Nó có tuôn rồi, nó có nổ nữa thì mà biết bộ cái con thần cốt lông này nó không phải dạng dừa đâu. Dạng dữ đó, dạng rộng đó chứ không có dạng dừa dừa đâu. Banh hết cỡ luôn đó, chứ không có dạng gì dừa đâu. Mà nó tăng nữa, một chút nữa mình sẽ lên con kẻ gác vương 2 sao thì nó còn tăng ghê nữa. Mà tăng xong nó còn sống thêm 3 giây nữa mà nó nhận đam cho cái hàng sau nó bắn thì thôi. Chúng ta chấm dứt cuộc chơi tại đây chăng? Mà chút nữa mình lỡ mình kiếm thêm được một con mà xịn nữa, cái con quân bất tử mà xịn nữa để vào là thôi, vô địch. Bây giờ cần phải để đồ vô đâu đây? Hồi máu thì đưa con nào đi chứ, đưa con này làm cái gì trời. Mà thôi, ở đây luôn. Mấy cái này không có cái để nút like nè, bây giờ mình không biết bỏ cho con nào, để coi con nào mà lượng DPS nó cao đây ta. Cái con này có kẻ các vườn 2 sao nè. À này đi chim hả? Chim nè, coi nè, nổ nè. Nổ nè. Bùm. Nổ cái chưa? Nổ hàng sau cái con kia gần chết hết luôn. Đừng đùa với thần phong 3 sao. Nổ một cái là giống như là đã đánh bơm liều chết, nhảy vô đội hình đối phương nổ huynh. Xỉu liền 3 con luôn, nãy mình thấy chết 3 con luôn. Chứ không phải là 2 con là chuyện tầm thường.
Ôi nhện, chết rồi, bây giờ nó nhiều thứ quá. Mình phải bán con dơi đi lấy con nhện về chứ, nhện quan trọng nha, nhện với đội hình mình quan trọng lắm ạ. Tại vì mình có nhện là mình thêm một con nữ chú côn trùng nữa thì mình sẽ có được con nữ chú côn trùng thì mình sẽ có thêm được con mắt đơn 2-3 sao nữa. Ôi chết rồi, cái này là phải bán rồi, chắc chắn là phải bán con dơi rồi, không thể nào khác được nữa rồi. Nhưng mà up level 8 trước, mình up level 8 để mình có cái con có khả năng ra cái con Forest Ranger nó nhanh nhất để đi bộ Immortal cho nó khỏe. Thấy không, mình nói rồi, bộ này mình sẽ vô địch rất là sớm luôn và giữ được máu rất là nhiều luôn. Bộ này mình thấy rất là nhiều người chơi trong những cái rank cao chơi, cho nên mà bạn nào thấy hay á, thì nhớ để lại một like nha. À, bây giờ mình không biết còn bao nhiêu like, nhưng mà thêm cho mình 20 like cộng view số ban đang có đó đi, làm ơn. Mỗi người thêm một like là sự ủng hộ rất là lớn cho cái channel của mình và cái động lực làm video của mình tiếp theo nó cũng nhiều hơn nữa. Nói chung gì về sáu hai tiền giờ rồi đi, rồi trước tiên để cho nó trống chỗ ngoài đây. Cua bay mình cũng muốn lấy cua bay lắm, nhưng mà bây giờ trong tình thế này thì chắc khó rồi em ơi. Ôi, không lấy mắt đơn nữa, nhận hai, lấy nhận hai luôn. Từ từ đi, hết rau này cứ đi rồi tính. Ôi thằng này dữ vậy, thằng Lapstoy này nó hạng 3 mà nó có Godzilla 3 sao rồi kìa, chơi bộ mech hả? Đúng rồi, chơi bộ mech với lại không quân. À nổ nè, bùm đó, nó quýnh nó không chết ba con tăng của mình, làm sao nó có thể đánh được cái hàng sau của mình đây. Cổ hôi cốt lông với cua bay đang đam rất là mạnh luôn. Cốt lông chưa chết nè, cốt lông vẫn còn ở trong cái trạng thái sống nè, mà chết rồi nó còn sống thêm 3 giây nữa, mình hiểu không? 8 trận thắng rồi. Cái lực của mình bây giờ chắc là khó để tụi nó có thể lật kèo rồi. Mà giúp mình còn phải đưa con mấy lăng đá vào nữa, mấy lăng đá là con quyết định để có thể bộ chơi bộ nữ chú côn trùng xong rồi. Mình có con này à. A little less conversation, a little more. Ok, để hai cái này vào. Để quyết định là mình có bộ pháo vòng quay. Pháo vòng quay là sẽ khắc chế cứng cho cái dạng mà Psyker rồi này kia, tránh cái lửa cái mấy con Psyker nó lật kèo. Còn bây giờ là mình phải lớp 8 hoặc là 9 luôn để mình nâng cái con kiếm cái con mà Forest Ranger á, 5 tiền, kiếm cái con 5 tiền cho bộ quân bất tử nó nhanh nhất có thể. Đúng rồi, nó sống thêm được 3 giây nữa. Ủa sao nghe hẹo hẹo vậy ta? Mặc dù mới úp con này 3 sao mà vẫn nghe hẹo dữ vậy ta. Ôi hẹo thiệt nè, chết tôi rồi. Nổ coi. Nổ nè. Mất 3 máu, mất cái chuỗi thắng mới tiếc, chứ 3 máu thì mình không tiếc. Mất cái chuỗi thắng mới tiếc. Trời ơi, cái chuỗi thắng 8 trận rồi, cộng mỗi rau 4 tiền. Cộng mỗi rau 4 tiền mà bây giờ mất cái chuỗi thắng rồi, mày phải muốn tao làm sao đây cái thằng này. Thật sự luôn á. Tờ cua bay chết rồi. Quan tư tế 3 sao, người gác vườn 2 sao, cốt lông nữa nè. Trời ơi, cái gì mà dữ dằn vậy nè, quan tư tế 3 sao luôn rồi. Người gác vườn lên 2 sao, trời ơi, cốt lông có khi nào cốt lông lên 3 sao không? Ồ, cốt lông 3 sao khỏe lắm nha. Mình thấy có một lần mình đã lên cốt lông 3 sao rồi. Mình lấy con côn trùng ra sao để tránh cho Assassin nó nhảy ra làm sao. Nó nhảy ra làm sao thì nó dễ, nó đánh con này cũng được. Đó, đúng rồi, đánh con thần phong là chính xác rồi em. Đánh cứ đánh thần phong đi, anh để con nó tăng mà, đánh vô mã nó đi. Đúng rồi, trời ơi, con kia nó còn sống thêm 3 giây nữa. Nổ nè. Ôi không kịp nổ nữa là bên kia chết hết ráo rồi. Thằng này thằng nhị bản á nha, mà mình hạ nó với 5 con 6 con, thằng nhị bản mà mình hạ nó với 6 con thì bạn hiểu là mấy thằng kia làm sao có thể chống cửa với mình được. Mà bây giờ mình còn 54 tiền, mình đã đầu bảng, mình còn 54 tiền nữa. Rất khó cho mấy team kia. Tha lỗi cho anh. Đâu có muốn đâu, tự nhiên nó mạnh á. Chứ đâu có muốn mạnh đâu, thật sự là không có muốn mạnh đâu. Mà tại tự động nó mạnh luôn á. Rõ ràng là tự động nó mạnh luôn á.
đi đúng bộ mà mình kiểu mình đã có xem nhiều khách người ta chơi rồi mình hiểu được là bộ này là phải làm vậy đó. Đó, cho nên là mình hiểu được chọn mấy lăng đá chính xác rồi. Mình không lấy tàu tuần dương đâu, tại con tàu tuần dương mình nó không không có thích lắm, nhưng mà mình cũng phải lấy để về nó cho nó đủ ý là nói với máy là tao muốn chơi bộ tương thông vậy, làm ơn cho tao nhiều con đó lên. Chết rồi, chết cu bay của mình rồi, cu bay 2 sao mà gặp phải sắc bén 3 sao hơi khó nhỉ. Hơi khó nhỉ, nhưng mà vẫn thắng thôi, mình khẳng định với bạn là vẫn thắng thôi. Khi con Immortal của mình chưa chết, hai con Immortal của mình chưa chết là còn gây đam rất là lớn. Ba sao đấy em. Cái con mắc đơn nó anh tiêu là chết rồi. Hay. Đã nói rồi mày không có sức mạnh phép thuật thì mày đừng hòng mà mày chơi tao giờ bây giờ. Cái này chắc up cấp luôn là vừa, đưa con này vào. Con này thì đưa vô đây là nó tăng rồi đó. Thể tướng thông quay mà giờ bây giờ nó cái con mấy lăng đá đã vậy là nó đã rất là tăng rồi. Cho nên là mình nghĩ là dễ dàng thôi, mình sẽ nghĩ là cái trận này nó không có khó khăn lắm đâu. Mình sẽ đưa ba con đó lên trước tăng, tăng trước ở đó đi. Xong rồi giờ trời, mà sao lẹ mới ra 25 chết hết hết phân nửa rồi. Còn có 4 thằng à. Mà mình thì vượt trội hơn mấy thằng kia quá nhiều, giờ làm sao có cửa nào có thằng nào có thể tranh giành với cái top 1 với này với mình đâu. Rất khó cho tụi kia, quá khó cho tụi kia. Trời ơi, nó mạnh. Ồ, tướng không vậy, nó mạnh kinh điển nha. Mạnh ghê thiệt. Đó, mấy bạn thấy không? Mình chỉ rất là rõ ràng nha. Mình chỉ rất là rõ ràng luôn. Cho nên là mấy bạn cứ thoải mái đi. Các bạn cứ thoải mái theo bộ này cho mình là bạn có thể leo rank rất là cao. Còn bằng nào ha, nếu mà bạn thấy bộ này hay hoặc là mới đó thì bạn cứ để lại một like cho mình. Ai chưa bấm like thì để lại một like cho mình nha. Đừng xem chùa, đừng xem chùa. Làm ơn giải quyết vấn nạn xem chùa ở đây giùm đi. Xem chùa nó ảnh hưởng rất là lớn tới mình luôn. Mình thấy rất là nhiều người xem mà không có thấy ai like, thật sự fail quá và làm mình mất đi cái động lực làm video. Với bạn nào thấy hay làm ơn để lại một like, chỉ cần bấm với một like thôi, không quá mất thời gian các bạn đâu, mà nó là nó gây động lực rất là lớn cho mình. Nó là một cái rất là nhỏ của mấy bạn thôi, nhưng mà nó là một cái động lực rất là lớn cho mình. Mình lấy bảo mua đá không ta, lấy bảo mua đá, lấy bộ lobster. Lobster mình có hai lobster, nếu mà đúp chín mình đưa bảo mua đá thì mình sẽ có ba lobster thì nó cộng với lại đúng không vậy thì cũng ngon đó chứ. Nhưng mà con Lastoy này nó có Godzilla 3 sao nhưng mà nó cũng quá yếu à. Nó thật sự nó yếu thiệt luôn á. Hồi Cúc Long với Cua Bay hai con gọi là nắm trùm cái bảng đam, nhưng mà gặp thần phong thì cũng phải hẹo. Thần phong nó ghê thiệt, 1.600 DPS rồi kìa. Đó, trời ơi, đứa nào cũng 1.000 DPS trở xuống hết nha, trở lên hết nha. Nguyên đội hình của mình luôn, một thằng nào có 1.000 DPS trở lên. Ghê vậy đó. Ngàn DPS thì bạn sẽ hiểu một cái vấn đề lớn là sao tất cả một con, mỗi con đều ghi từ 1.000 DPS trở lên. Người hát thánh ca giả thú khối mục tiêu không lấy đâu. Rao thứ 27 rồi, nữ chú côn trùng nhện mình lấy nhện thôi, mình không lấy nữ chú côn trùng đâu, nữ chú côn trùng mình không cần. Cua bay người gác vườn chết tôi, không lấy hai con nào hết, không con nào cũng không lấy, để như vậy là được rồi. Để như vậy là nếu mà mình kết hợp với lại bão mưa đá vào, nếu mà úp chín á thì mình kết hợp bão mưa đá vào, bão mưa đá sẽ làm cái lượng cái kháng phép đối phương giảm xuống, mà đội hình của mình thì đa phần là chơi những cái chiêu anh tiêu là nhiều. Những cái chiêu anh tiêu là nhiều thì rất ổn với bộ lobster đó, bộ ngòi nổ á đó. Vẫn nhảy vô được ở trong mà chặt đam mắc ghê nè, từ cái vị trí của thằng Alred Farod thằng thứ ba nè. Nó coi mình để cái hở cái lỗ ở trong, nó cái con sắc bén 3 sao nó nhảy vào trong luôn, nhảy vào trong để nó gây đam luôn. Nhưng mà mày làm sao thắng được khi mấy lăng đá tao bắn rồi. Thôi mấy lăng đá bắn rồi, đúng vậy, mấy lăng đá có DPS cao nhất là chính xác à. Quá rõ ràng rồi, còn cái gì nó đứng yên một chỗ à, nó hạ càng xuống nó bắn liên tục vào mồm tụi kia thì còn cái gì đâu mà đam sát thương của nó là đam sát thương lan nữa nha. Mà hiểu lan là sao? Bạn bắn trúng một thằng thì những cái thằng ở xung quanh nó dẫn mất máu đó, gọi là sát thương lan đó. Trời, cái gì mà hát thanh ca hoài vậy, tôi đâu có cần nữa. Ôi được, dù gì cũng lên được mấy mấy lăng đá 2 sao, mà mấy lăng đá 2 sao thì có cửa lên mấy lăng đá 3 sao không ta.
Mấy thằng đá 3 sao đúng mà bắn mà rách quần rách áo luôn. À thằng này có kẻ kẻ săn mồi và 3 sao với lại cua bay 3 sao luôn hả? Cua bay 3 sao thử coi mày giật cua bay 2 sao cũng như thế nào đây. Ôi nó bắn cái con cua bay 3 sao bắn không chết con quan tư tế một anh tiêu nè. Vậy thì còn cái gì nữa rồi, một quan tư tế nó trưởng liên tục luôn. Ồ con quan tư tế nó trưởng nè, đó nó trưởng nữa nè. Đó, ghê không? Vậy thì còn gì chơi nữa, con quan tư tế gặp 3.800 DPS trong một round á nha, 3.800 DPS trong một round. Khó cho hai thằng này quá, đội hình mình tự nhiên cái đó mình chơi đúng bộ hay sao? Kiểu như kết hợp đúng tất cả những cái bộ lại với nhau cho nên là bây giờ nó khỏe ghê. Thật sự khỏe luôn, các vườn thôi chứ còn nữ chú côn trùng không thèm. Tao nói rồi, tao là nữ chú côn trùng tao không thèm, sao cứ cho hoài. Chuyện nhận ba rồi. Nhện ba lấy con mắt đơn vô. Nhện nó khỏe hơn nhiều. Nhện đương nhiên là nó khỏe khỏe hơn à. Lấy tàu tuần dương không ta? Ủa sao lắc rồi? Trời cái gì vậy? Trời ơi, lại nữa à. Lấy tàu tuần dương hoặc cua bay à, lấy cua bay đi, tàu tuần dương mình đã nói rồi. Lúc đầu mình không chơi rõ ràng à. Cái thằng này nó nhảy vô, cái con sắc bén nó nhảy vô ngay giữa đội hình mình à. Mình phải làm cách nào mình bít cái lỗ rồi lại mới được. Phải làm cái nào mình bít cái lỗ rồi được. Cái lỗ này nguy hiểm quá. Ờ, rõ ràng nó nhảy vô đội hình nó chặt con quan tư tế không thương xót luôn, chặt liên tục liên hồi. Xạo sự nè, tao vẫn là người đứng trên nhất bảng rồi, không có ai mà qua được tao đâu, khẳng định tụi bay luôn. Tuyệt vời ha, cứ tướng không bay nha, xong rồi Psyker nha, côn trùng nha, Immortal. Nhưng mà nãy giờ vẫn chưa thấy Immortal 3 sao xuất hiện, nó chỉ có con Immortal hai con này thôi. Đó như vậy đi. Ủa hồi nãy nó bỏ con nhện ra hả? Vậy mà mình tưởng con nhện ở trong đó. Ai vậy nó bỏ con nữ chú côn trùng ở trong đó. Bán hết mấy này đi, tại vì có đủ rồi. Mình chỉ cần chơi thần phong với lại nhện thôi là đủ rồi. Cốt lông, ôi cốt lông 3 sao chăng? Có thể lắm nha, có thể lên cốt lông 3 sao lắm á. Wow. Mình bán con mắt đơn mua cây cắn nuốt vào. À đúng rồi, bây giờ mình bỏ cây cắn nuốt vào thì là chim săn mồi đúng không? Chim săn mồi vậy là cũng mạnh đó, chim săn mồi với con cốt lông. À được, mình sẽ thử coi, mình sẽ thử bộ này coi một chút nữa mà lên được cốt lông 3 chẳng hạn. Trời ơi, dữ dằn á. Trời ơi, mình đánh cái mấy con này giờ dễ quá. Nó không rớt đồ luôn mà, thấy mình im ba quá rồi nó không thèm rớt đồ luôn, sợ tụi kia chơi không nổi mà. Bây giờ up 9 luôn rồi, up 9 tao bỏ con... Con nào vô cũng được, kẻ các vườn nè. Trời ơi, bán con lobster này đi, bảo mua đá. Thôi bán bảo mua đá đi, lấy xài con chim chim ăn thịt thôi. Tại chim ăn thịt nó cùng bộ với lại con cốt lông mà, cua bay nữa. Giờ sao ta? Khó quá ta. Kẻ các vườn có thể lên 3 sao được hay không? Trời ơi, rồi còn mấy lăng đá nữa, mình nhiều nhiều thứ cần phải bỏ vào đội hình quá. Mà giờ còn có 2 cấp à, giờ úp giỏi lắm thì cũng còn có 2 con nữa thôi. Mà giờ mình muốn bỏ nhiều con vô đội hình quá. Dễ luôn á, thiệt luôn á. Bạn thấy dễ không? Chứ mình thấy con quay tư tế nãy giờ nó đứng ngoài sau nó bắn ri. Nó cứ gồng lên là nó bắn được thôi. Nè, chết 2 con nè. Đó, quay tư tế 3.300 DPS rồi. 2 con 3 sao nó vẫn khỏe. 2 con 3 sao nó vẫn là một cái gì đó không thể thiếu trong cái đội hình của mình. 2 con 3 sao nó ghê thiệt. Quan tư tế nó bắn ri nãy giờ luôn mà. Đứng ngoài sau nó không có một cái ai có thể làm gì nó luôn. Xong đứng đó nó bắn liên tục luôn. Liên tục liên hồi. Nữ chú côn trùng này, úp nữ chú côn trùng làm gì đây? Nữ côn trùng 3 chăng? À không, không thấy nhưng mà mình úp cấp đây. Úp cấp cái nữa, đưa chim săn mồi vô. Đó. Chim săn mồi cấp 1. Chim ăn thịt này nó có anh tiêu là nó nuốt một con đối phương xong con đó chết luôn hay sao đó. Nuốt hình như bao nhiêu cái kêu của nó là cái gì chút nữa mà bạn sẽ thấy thú vị lắm. Nó khi mà nó đầy mana mà cái con đó nó cũng ghê nha. Mặc năm tiền là con nào cũng ghê hết á, không có con nào vừa đâu. Ủa sao nó đầy mana rồi nó không nuốt vậy? Ủa sao nó không nuốt vậy? Nuốt đi đó, nó nuốt kìa. Đó, nó nuốt lại thấy không? Nó hút cái con đó vô, nó phồng bự lên là nó nuốt con đó xuống. Giống như... Hả? Rồi, vậy là sao thằng này nó thua luôn rồi.
gì tệ dữ vậy, mới có round thứ 33 là mấy anh nghỉ chơi hết rồi sao? Vì sao tôi up được cốt long 3 sao đây? Cú bay lấy cú bay luôn. Quay cái. Thánh ca, thiền sư, cốt long, bán cái này đi, mua cốt long vô. They fear me. Trời, trời, cốt long đi, một con cốt long nữa thôi. À, cú bay, trời ơi. Ủa mà rau này là rau quái, à đây cốt long. Ủa mà nãy chết luôn rồi. Thôi, dễ chơi vậy trúng thưởng quá. Ok, thôi mình xin chấm dứt video đây. Bạn thấy hay nhớ like, subscribe, đăng ký channel mình. Chào các bạn.